Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Có được top 1 vòng bảng là điều vô cùng thành công và khó khăn đối với tụi mình, vì bảng A từ ban đầu đã được đánh giá là bảng tử thần. Top 1 hay top 3 ở vòng bảng không quá quan trọng đối với team Flash, vì cuối cùng thì mục tiêu của bọn mình vẫn là chức vô địch. Mặc dù có 9.200 tiền đây, úp của Bơi Eli đã hạ không được Maya và chúng ta bắt bay Eli, bị chủ bắn Eli. Eli quá hay, Eli quá hay. Ngay từ đầu thì bọn mình đã đoán trước được vòng bảng sẽ là nơi khá là khắc nghiệt, vì bất cứ đội tuyển nào mà gặp team Flash ở ngay ngoài vòng bảng đều muốn thể hiện bản thân và bung 100% sức lực. Có kit đang bọc đầu. Đội bạn có kit đang bọc đầu, đội bạn kit đã lao vào. Hai em đến từ Tuna là rất mạnh mẽ, anh ta hạ cũng được hai tình nghi của chúng ta, đó là Eli và Xuân Bách. Trong khi đó thì ADC cũng đã bị hạ gục. Một cú quang game tương đối mạnh đến từ team Flash. Xuyên suốt giai đoạn vòng bảng thì bọn mình còn mắc khá nhiều lỗi đến từ cá nhân và tập thể. Có thể một phần là do những thành viên lần đầu thi đấu quốc tế nên chưa thể bộc lộ được hết khả năng của bản thân, dẫn đến những ý kiến tranh luận sau trận đấu. Có bắt em chạy theo đó, em biết tại sao thủ không? Bây giờ anh rồi. Nghe nè, đợi em nói đi. Nếu ngồi tiếp năng ở đường dưới á, em đã biết em mang qua không? Em đợi em nói đi. Em nói đi. Anh thấy lên giờ rồi. Đi về nhà. Và đỉnh điểm căng thẳng nhất là sau trận đối đầu với Nova. Giờ con này không chết trên trong đường em. Giờ nó anh nói cái gì? Cái đường đầu tiên á. Bây giờ thằng đường nó chạy lên một đôi làm sao nó tốt được. Em hỏi nha, bây giờ nha, mình lần đầu á, mình đã quyết định là thằng đù. Giờ bây giờ con này không chết làm sao đâu. Anh nói là trong buồn đường nó chết, hiểu không? Hiểu lại. Thôi thôi anh để cho em nói đã, chưa nói sao lại nói. Đâu đánh bây giờ anh hơi sợ bỏ đánh chết gì mà. Hiểu không? Nó thằng này cao mà. Mặc dù các đội đều đánh với tâm lý quyết tâm nhất, nhưng không vì thế mà bọn mình quá bung sức lực ở vòng bảng này. Mục tiêu ban đầu đặt ra ở vòng bảng của đội mình là khai thác và tìm hiểu triệt để những đội tuyển top đầu mà đội mình đang rất là thiếu thông tin. Và có đó mình đã hiểu được rằng Buriam mặc dù kỹ năng rất là cao, nhưng mà nếu bọn mình thi đấu với 100% công sức đi thì bọn mình nghĩ hoàn toàn có thể chiến thắng được đội này. Còn với One Team thì vẫn chưa có được tâm lý vững vàng khi ra đấu trường quốc tế. Còn với HKA thì chỉ cần khai thác triệt để vào vị trí support thì bọn họ sẽ không thể triển khai được đội hình. Sau những tranh luận căng thẳng thì điều tích cực là bọn mình luôn tìm được tiếng nói chung để tiến bộ hơn. Và khi đồng lòng như một thì kết quả top 1 vòng bảng là vô cùng quý giá đối với tụi mình. Rust đang một mình cân 4, anh ta quá ảo tưởng sức mạnh, anh nghĩ anh ta là Whippermer chẳng, anh ta cố gắng quật và anh ta đã bị hạ gục rồi. Linh đã vào, tiếp tục lên Linh, đó là Chobit. Nhanh đấu ở tứ kết đang rất có lợi đối với tụi mình, và chỉ cần tụi mình thi đấu cẩn thận thì khả năng đi tiếp đang rất rộng mở. Và vì vòng đấu sau thì thi đấu theo thể thức loại trực tiếp nên không có chỗ nào cho những sai lầm, nên bọn mình chắc chắn sẽ thi đấu với đúng thực lực vốn có để chắc chắn được tấm vé vào chung kết. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.